Mệt ghê, nhanh lên em muốn thay đồ. Anh mệt, từ từ. Sao vậy? Sao? Cái mặt kỳ vậy? Thay đồ đi làm, mặt bô xù. Có thể hello, mình chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Em chào rồi. Chào chưa? Chào rồi. Ngày hôm nay mình làm một cái video nó khá là đặc biệt nha các bạn. Nó cũng mình nghĩ nó rất là đặc biệt đối với mình. Cái video này mình nghĩ nó sẽ đăng nó hơi muộn một xíu. Có nghĩa là hiện tại thì có một số vấn đề, cho nên là cái video này mình sẽ nếu như mà các bạn có thể xem được cái video này thì nó sẽ được đăng vào cái cách cái thời điểm này chắc cũng khoảng vài tháng các bạn. Tại vì một số vấn đề cho nên mình không có thể đăng sớm cái video này. Sao ta nói sao cho nó mình sắp được lên chức rồi các bạn. Nói bạch tẹt đó, mình sắp được làm bố rồi các bạn ơi. Mình sắp được làm bố rồi các bạn ơi. Hello mọi người. Good morning. Chào mọi người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Bữa nay là mùng 2 Tết. Nay mùng 2 Tết. Trang điểm đồ hang. Bề đạc quẹt vậy thôi chứ trang điểm gì đâu. Mặt. Cái mặt dù có trang điểm không trang điểm gì nó cũng như nhau. Nay trả phòng đi về Tokyo, mà trước khi đi về thì sẽ đi gặp một số người bạn, với lại ghé thăm nhà chị Béo. Dự định là sẽ ghé thăm nhà chị Béo nhưng mà không biết có được không. Đi ăn uống xong rồi về. Anh tính là mình công bố bí mật các bé. Vậy hả? Ừ. Tại vì bữa qua giờ chưa có dịp á. Ừ. Thì nhân tiện đây á, mình cũng nói với mọi người luôn là mình có một cái bí mật, đó là đó, mình đâu cần thông nó đâu đúng không? Mình chụp hình thông lên đây rồi chặn lên tự nổi mặt cái gì nó nổi hết á. Mọi người bây giờ bạn coi hình rồi hả? Đang lúc chờ đợi mình ngồi mình coi hình. Bữa là hứa với chị Hoa là kêu là xuống đây có cái bí mật cho mọi người đúng không? Bữa qua đi chơi hơi mệt đúng không? Cha tao mệt quá à, đừng có thì phát đồ gì bên này hết. Nói chung là chị Béo ra nhận thiệp đám cưới nè. Không phải. Dẫn cho bữa cũng may mắn là gọi là lên trên đó mua giấy số. Trúng được vé độc đắc. Độc đắc được 200 yên hả? Không, nó quan trọng mà bác. Mà nhìn mặt nghiêm túc kìa. Rồi run quá, run quá. Thiệt á. Được rồi, cho mọi người coi ha. Này chị Hoa. Rồi, tôi biết luôn rồi. Trời ơi, ghê ta. Rồi về sao? Hả? Tính sao? Bình thường chứ sao đâu. Ủa? Bên này... Bên công ty có nói gì không? Chưa nói với mình. Không có màu mới tới cái này chắc cũng hồi này đã hồi được khoảng tầm 5 tuần á. Mấy tuần rồi? Bây giờ chắc còn tầm 7 tuần 8 tuần. Gần hết visa rồi, gần hết hợp đồng. Tháng 9 năm nay là. Rồi bây giờ sao? Giờ tính sao? Không thằng tỉnh mà ở đây làm trước anh qua. Đâu có tham khảo rồi. Tôi về xong thằng tỉnh ở đây xin visa. Có gì liên hệ mình xin visa consul để nó bảo vệ. Cầm để lấy may mắn lấy lộc. Trốn độc đắc mà, em nói thiệt không tin. Em luôn hả? Đây nè. Anh đi coi nè chị. Em đi xuống với tới này với mấy bữa mấy chỗ khác em không dám khoe luôn á. Chưa nói với ai. Mới nói gia đình thôi, bạn bè chưa nói ai. Gia đình bị quay lên YouTube hàng ngàn người biết. Bây giờ mới quay nè. Á đồ. Sao rồi mà quay lên đó. Thì bình thường thôi, tại vì cái này ở gia đình cũng có biết quen lâu mà. Cái xong em mới đi. Phải đi kiểm tra lại thêm một lần nữa mới chắc ăn. Mới 5 tuần là biết rồi hả? Phát hiện rồi hả? Đâu, lúc 2 tuần là biết rồi. Cái dấu cộng cộng này là sao? Một cộng là rồi có cái cộng ở dưới nữa là sao? Thầy biết cái đó rồi. Cái chỗ cộng cộng là có là đó đó hả? Tính sao ấy? Tính sao ấy? Thì đang tính là một là sẽ đang gửi giấy qua bên này để đăng ký cái kết hôn. Nếu như mà làm giấy ổn định thì khi mà con bé mà xác định sinh bên này á thì sẽ bảo lãnh, làm giấy bảo lãnh. Ủa, là ai bảo lãnh ai? Tao. Mày đã đi được thì lúc đó là lên tô cư tê rồi. Má nói như thiệt bây giờ chưa thi nữa. Đâu, ý là giả sử nó sẽ có hai đường, nếu như mà không ấy thì con bé sẽ về. Con bé về thì tao cũng về. Nếu như mày lên visa tập tô tê thì mày bảo lãnh qua ngược lại không vẫn được mà. Ừ thì đúng rồi. Lẹ đi, đi thi lẹ đi. Đâu, đang đợi ra visa thôi. Ủa? Tại sao cái chỗ này có 1 chấm còn chỗ này có 2 chấm là sao tỉnh? Không phải đâu, cái này á ngay chỗ cái vành tròn đây nè. Chứ không phải cái trời, đừng nhìn vô cái chấm mà cái khoanh tròn đây đó là lúc mà nó còn nhỏ quá, còn cái kia nó khoanh tròn nó bự rồi đó. Ủa cái này 2 ngày khác nhau hả? Cách 1 tuần rồi đó. 13, 20. Tao đi khám thấy gì đâu mày, tao đâu có thấy gì đâu. Tại vì nó chưa. Đây nè. Chưa thành đúng không? Chưa thành hình. Cái này á là không, nó còn hình tròn nhỏ nhỏ chỗ này nè. Cái này là nó có cái hình tròn bự á, nó như hột đậu rồi nè. Tuần sau. Là khám luôn á ha, là khám luôn, tính sinh ở đâu là khám ở chỗ đó hoài luôn hả? Đúng rồi. Còn ban đầu là phải đi tới clinic nhỏ hả? Đúng rồi, tại vì để nhỏ thì trời ơi, mới hỏi kỳ em có kinh nghiệm. Đâu, có nghĩa là tụi em cũng không biết, cái tụi em vô cái bệnh viện lớn á, cái xong nó kêu là phải có giấy giới thiệu. Ở đây nó vui, phải đi theo quy trình vậy đó, từ nhỏ xong rồi giới thiệu lên lớn. Cười đó. Ê mày có chuyện mày không chúc mừng tao gì hết vậy? Tao buồn cho tao thôi. Chứ có buồn nữa rồi. Mày sắp làm cha rồi. Tự nhiên có bữa mắc cười nhớ biết gì không? Bữa ngang là lúc mà mẹ bảo là kêu rồi chắc có rồi anh, là ráng đợi đi, ráng đợi thêm tuần nữa đi, xong rồi mua que thử về, xong lúc con bé xuống sáng đi tắm á, lấy xong rồi để đó mình tự thử, xong rồi đợi canh thời gian. Trời, lên 2 vạch luôn, không hiểu là đó, không lẽ mà 4 giờ sáng nha, cho con dở cái tòa nhà luôn. Trời ơi, mình lực lên trước luôn. Kiểu như cảm giác nó sướng cực kỳ luôn. Vậy đó, vui vui. Dạ. Không, nói chung là mình sẽ biết nó gặp khó khăn đó, nhưng mà may mắn trời cho thôi. Chỉ có duyên lúc nào lúc đó mà chứ sao giờ. Trời ơi, bây giờ bảo lãnh bên này cũng được. Chế độ cũng ngon lắm, chế độ mà thai sản bên này. Cho nên nó mới nói là đâu, đúng ngày giờ mới đi được. Phải khám xong tim thai mới đi. Chỗ khám á, nó xác nhận cho mình cái ngày sinh luôn, xong rồi nó làm cho mình giấy tờ thì nó mới giới thiệu ra. Ủa nhưng mà cái đầu tiên tụi em vô đây nó đâu, tụi em hỏi là bây giờ ra được không, kêu không. Bây giờ chưa xác nhận được, nó không có cho đi. Phải đi siêu âm tim thai. Nếu mà đi khám vậy mất tiền lắm không? Khám lần đầu tiên á. Tốn tiền, 2 lần làm ăn nè. 2 lần đó là 1 tháng. Tùy theo mỗi lần 5 sen. Hồi xưa cái con ở trong phòng, con bé trong phòng hoa cũng vậy đó, mới qua có 5 tháng à. Mới qua có 3 tháng, có bầu 5 tháng. Từ Việt Nam á. Mà thỉnh lên để mỏi lưng mà thỉnh lên. Đó, coi video đi trao tuyết xong về giờ kêu bệnh không? Em cháu coi cái này cách đây mấy phút luôn. Mới coi cách đây mấy phút rồi. Trao thì trao, rồi bệnh thì bệnh, chứ liên can gì đâu. Chị Linh mặc cái đầm màu đỏ nhìn nó ngộ nghĩnh với Linh. Rất là kỳ lạ luôn. Trao tuyết về những lần hả? Hả? Trao tuyết về nhiễm lạnh hả? Chả biết nữa. Chả biết là nhiễm lạnh hay nhiễm gì. Đi khám bệnh viện mới cho cái này. Ngược rồi. Ngược rồi. Không, chị biết lâu rồi. Ngược rồi. Đúng rồi, nhìn vô trong cam đúng. Ngược mà. Hả? biết hôm bữa đâu. Chiều nó hôm bữa tao gọi về tao nói với má, tao kêu má lên chất rồi. Cái anh Kiều nó nghe nè. Cái Kiều nghe lộn được. Vậy là khi mình về sao về được? Tao sẽ về không? Sao nghi hả? Mấy gì không thấy phản ứng gì đó. Mấy gì điều đây là điều đương nhiên hay gì á? Kỳ vậy? Nó nói Nghi nó kêu Không phải đâu Linh. Mới đầu là Kiều cũng ngạc nhiên lắm. Mà Kiều hỏi má, em biết má nói gì không? Nói gì? Mày hỏi làm chi? Mày hỏi má. Wow ghê. Mấy gì kêu ra là chuyện đương nhiên rồi. Vậy giờ sao? Thì giờ mang đồ đĩa chứ sao? Vẫn chưa đi làm. Rồi phải về là đúng không? Hả? Phải về đúng không? Không dắt thiết về. Tính vài bữa nữa con báo cho công ty nó biết. Mà sao tự nhiên cái cam nó mờ câm với ta? Mẹ nó rõ. Mẹ nó rõ. Đây nói chuyện với anh Tĩnh. Nó kêu gọi về nói chuyện gì ở nhà cửa rồi gì đây. Nói chuyện với má. Dạ cô. Khỏe không cô? Ở nhà với bà đâu không biết. Thấy vui vẻ là thấy có sức khỏe rồi. Cầm máy kia cho anh lên. Dạ. Nói chung là hôm nay con cũng đi dưới nhà, con cũng kêu điện xong rồi tình hình cũng bữa cũng mới lên cũng có con nói với cô rồi vậy rồi đó. Bây giờ cũng lỡ vậy rồi thì con cũng không biết nói làm sao. Bây giờ lỡ tình hình vậy rồi thì cũng ráng cố gắng vượt qua. Thì, con cũng có điện về nói chuyện với ba với má nhà. Ba má kêu thôi điện cho báo với cô trước, với lại xin số điện thoại rồi coi thử cái có sắp xếp được đó, thì ba má coi thử cái có nghề nào tốt đó. Thì trước Tết ba má lên chơi thêm nhà thì báo trước cho cô biết, xong rồi nếu mà được đó, thì ba má sắp xếp được nghề nào đó thì ba má lên. Rồi lên trước Tết một phần thêm nhà rồi nói chuyện tình hình vậy, rồi còn Tết thì sắp xếp lên thêm nhà nữa. Thì đó hôm bữa con nghe ba con nói vậy á, nên là con hôm nay con điện nói cô biết chừng. Nhưng mà như theo con nhớ tình hình là có thể mình ở bên đó không? Có thể được không? Cái này á thì theo con nhắm á thì khả năng 50-50 rồi cô. Tại vì con cũng định là ngày nay sẽ đi lên cái cơ quan chức năng kia để con hỏi thử về cái vấn đề cái giấy phép lưu trú của mình á. Tại khi mà biết lên hết hạn á, có tạo điều kiện để tiếp tục gia hạn thêm mấy tháng hay như thế nào đó được không á, hay là con có bảo lãnh được hay không á, thì đi hỏi kỹ là mới biết được. Chứ cũng con cũng chưa có biết chắc được. Con chỉ biết là với cái diện mà Bí Linh đang làm ở công ty á, mà nếu như mà lỡ có mang thai á thì công ty nó không có sa thải hay nó không có làm khó dễ mình thôi, nó vẫn tạo điều kiện. Đó là luật của nhà nước thì vậy thôi. Còn công ty còn là nó có ép buộc hay nó có bắt nó tìm lý do gì khác để nó đuổi mình về không thì cái đó mình cũng không chắc được, cho nên nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Mới đi làm về đau đầu á, bụng đau đầu nó hình như là do trời lạnh hay gì á. Giờ đang ngồi đợi bữa nay sẽ nghe được tim thai nha các bạn. Kiểm tra tim thai chắc là được là nếu mà khoảng 9 tuần 9 tuần nhưng mà sao ta, nếu như mà có khi hôm bữa trước bác sĩ nói là tuần này là tuần chắc chắn thấy tim thai đúng không? Ừ, tuần này nó chắc chắn được. Còn giới tính là chưa 3 tháng biết mà mình là hơn 2 tháng rồi. Xe với lần sẽ đi lấy đi đo huyết áp với đo mấy cái độ cao cân nặng để điền bổ sung cho thông tin. Cầm hết mấy cái này đi, mấy cái này nó nặng ký lắm. Căn này nóng mà, ở ghế nè. Không kết quả rồi. Lấy cái tờ giấy đây ghi vô. Hello, mình chào tất cả các bạn. Thì mình đang edit cái video này nè mọi người. Cái video mà ngày hôm nay mình sẽ đăng lên cho mọi người đó. Thì mọi thứ cũng đã ổn định rồi, cho nên là mình mới quyết định đăng cái video này lên. Thì cũng cuối năm rồi, chúc tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe. Còn nửa tháng nữa, ngày hôm nay ngày 15 tây, hình như còn nửa tháng nữa sẽ hình như Tết dương âm lịch. Thì chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe ha, vạn sự như ý ha. Mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành một ít thời gian xem cái video này ha. Thì mình cố gắng edit cho nó xong, với lại quay một xíu cái đoạn kết như này để gắn vô cho nó gọi là nó có đủ bố cục. Này cũng chia sẻ cái niềm vui của mình như vậy đến cho tất cả các bạn. Mọi người hãy cho mình một đăng ký, một like, hay là có cái vấn đề gì thắc mắc thì mọi người cũng hãy comment ở phía bên dưới ha, để mình có thể làm ra những cái video mới để chia sẻ với tất cả mọi người nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng. Hẹn mọi người ở cái video kế tiếp ha.